sở cây giống Nam Vinh xin kính chào quý khách, quý đối tác và bà con cả nước. Cơ sở cây giống Nam Vinh tự hào là địa chỉ uy tín, chuyên cung cấp các loại cây giống, có nhiều loại giống mới, đặc biệt là giống nhãn xuồng tím, nhãn lồng tím, nhãn phát tài, giống vú sữa hoàng kim. Đây là các giống cây mới cho năng suất và hiệu quả rất cao. Giống nhãn xuồng tím có hình dạng trái giống như nhãn xuồng cơm vàng, khả năng ra hoa, độ trái cao mà không cần tác động xử lý gì, có màu vỏ tím rất đẹp mắt. Đây là giống nhãn có nhiều đặc điểm quý của Việt Nam. Trong khi đó, giống nhãn phát tài trái to, vỏ dày, cơm dày, ráo nước, độ ngọt đạt chuẩn xuất khẩu và chưa nhiễm bệnh chồi rồng, năng suất cao hơn những giống nhãn khác, ít công chăm sóc, có khả năng xử lý ra hoa theo ý muốn và cho trái theo mùa. Một loại nhãn mới xuất hiện gần đây là giống nhãn siêu trái, có ưu điểm vượt trội về tỷ lệ đậu trái so với các giống nhãn có mặt trên thị trường, mà chất lượng trái vẫn ngon, không cần xử lý, cây vẫn có khả năng ra trái tự nhiên, tiết kiệm rất nhiều chi phí và chăm sóc. Vú sữa hoàng kim có màu vàng óng, vị ngọt dịu, có phần the mát, đặc biệt không có mủ và cho trái quanh năm, với sản lượng cao, ít sâu bệnh, giá bán cao, đây là những giống cây cho năng suất rất cao và đầy tiềm năng với thị trường xuất khẩu. Nam Vinh cam kết cây giống đảm bảo sinh trưởng ổn định, khỏe mạnh, ra hoa và trái đều, đẹp. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp đầy đủ các loại giống cây trồng của Việt Nam và giống cây trồng nhập khẩu như nhãn xuồng cơm vàng, dưa, sầu riêng, vú sữa, bon bon, cherry, mãng cầu xiêm, chôm chôm, cam, xoài, lựu, sapo, nho, bưởi, mít, na, ổi, phục vụ đầy đủ nhu cầu của bà con. Đến với chúng tôi, bà con sẽ có cây giống tốt nhất với giá cả phù hợp nhất và đem lại hiệu quả về mặt kinh tế cao nhất, cùng dịch vụ tư vấn, hướng dẫn chu đáo, vận chuyển cây trên toàn quốc. Mọi thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ đến cơ sở cây giống Nam Vinh theo địa chỉ ấp Bình An B, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, hotline 0949 505 157. Hân hạnh đồng hành cùng bà con cả nước.